Thạch Tử Lăng, nhân vật xuất hiện trong thế giới hoàn mỹ của tác giả Thần Đông, phụ thân của Thạch Hạo, tại Đồng Đại Thạch Tộc xếp hạng 11. Bởi vì Thạch Tử Lăng tiến vào chiến trường Bách Tộc tìm phụ thân, cho nên hắn đem đứa con nhỏ của mình là Thạch Hạo gửi nuôi tại gia đình Thạch Nghị, dẫn đến Thạch Hạo bị hại, nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi trở về, Thạch Tử Lăng nổi điên, hắn cầm Hoàng Kim Chiến Mâu chém giết tại Võ Vương Phủ. Về sau, hắn bị 4 vị lão tổ Thạch Tộc cùng Thạch Nghị liên thủ chấn áp. Một nhà ba người vợ chồng Thạch Tử Lăng bị lưu đày với tổ địa Chi Thứ. Trước khi đi, tứ tổ giao cho họ một tấm địa đồ cổ của tổ địa Thạch Tộc. Vợ chồng Thạch Tử Lăng tìm được Thạch Thôn, họ đem Thạch Hạo phó thác cho thôn trưởng Thạch Thôn. Vì tìm cách cứu con, hai vợ chồng rời đi, bôn ba khắp nơi, xông vào hiểm địa. Sau này, Thạch Tử Lăng cùng vợ bị bắt giam tại Bất Lão Sơn, sau được Thạch Hạo cứu ra. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút về nhân vật Thạch Tử Lăng, phụ thân của Thạch Hạo trong thế giới hoàn mỹ. Và chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Đừng quên để lại một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ chúng tớ. Thạch Tử Lăng là phụ thân của Thạch Hạo, tại Đồng Đại Thạch Tộc xếp hạng 11. Sau khi biết phụ thân mình bị Tùy Hưu đuổi giết, Thạch Tử Lăng tiến vào chiến trường Bách Tộc tìm phụ thân. Trước khi đi, hắn đem Thạch Hạo gửi nuôi tại nhà Thạch Nghị. Thạch Nghị trời sinh trùng đồng, hắn dùng trùng đồng nhìn ra Thạch Hạo có chí tôn cốt, trời sinh chí tôn. Sau đó, hắn cùng mẹ của mình bắt cóc Thạch Hạo, móc lấy chí tôn cốt, cấy vào cơ thể của mình. Việc này khiến Thạch Hạo bệnh nặng sắp chết. Lúc này, Thạch Tử Lăng cùng với vợ từ chiến trường trở về, nhìn con mình bị hại trong đau đớn. Thạch Tử Lăng cầm Hoàng Kim Chiến Mâu giết mẹ Thạch Nghị, đại chiến với cao thủ trong Võ Vương Phủ. Hắn đánh bại tất cả trưởng lão, hộ pháp, anh dũng vô địch. Sau cùng, 4 vị lão tổ xuất quan cùng Thạch Nghị dùng trung đồng tìm ra điểm yếu của hắn. Thạch Tử Lăng bị bọn họ liên thủ chấn áp, một nhà ba người bị lưu đày tới Chi Thứ tổ địa. Trước khi đi, tứ tổ giao cho bọn họ một tấm địa đồ của tổ địa Thạch Tộc. Vợ chồng Thạch Tử Lăng tìm được Thạch Thôn, họ đem Thạch Hạo phó thác cho thôn trưởng Thạch Thôn. Sau đó, vì tìm cách cứu Thạch Hạo, hai vợ chồng bôn ba khắp nơi, xông vào hiểm địa. Sau này, vợ chồng Thạch Tử Lăng bị giam tại Bất Lão Sơn, được Thạch Hạo cứu tới. Sau khi cùng vợ đi vào Tam Thiên Đạo Châu, Thạch Tử Lăng và Thạch Hạo trở về hạ giới Thạch Thôn. Quan hệ nhân mạch Thạch Tử Lăng. Tần Di Ninh, thế tử của Thạch Tử Lăng, nàng tới từ Tần Tộc, Tam Thiên Đạo Châu, nàng là thánh nữ của Bất Lão Sơn. Sau này nàng cùng Thạch Hạo trở lại hạ giới Thạch Thôn. Thạch Hạo là con trai trưởng của Thạch Tử Lăng, hắn bị thế lực đối địch của Thạch Tộc coi là hậu đại của tội huyết. Thạch Hạo từng dùng tên giả Hoang, Hạo Thiên, Mai Hy. Trong tác phẩm Già Thiên, Thạch Hạo chính là độc đoán vạn cổ, Hoang Thiên Đế. Từ khi còn nhỏ, Thạch Hạo mang trong mình chí tôn cốt, trời sinh là chí tôn, nhưng hắn bị tộc huynh Thạch Nghị cùng mẫu thân móc mất chí tôn cốt, dẫn đến bệnh nặng sắp chết. Sau bao nhiêu thống khổ, Thạch Hạo được cha mẹ cứu đi, gửi nuôi tại Thạch Thôn. Sau này, Thạch Hạo đi ra Thạch Thôn, hướng về đất hoang, bước trên con đường tu luyện, tạo nên vô số truyền kỳ. Thạch Hạo lấy thân làm chủng sáng tạo hệ thống tu luyện Già Thiên. Tần Hạo là con trai thứ của Thạch Tử Lăng, đệ đệ của Thạch Hạo, thiếu niên chí tôn tương lai của Bất Lão Sơn. Hắn tu luyện bí pháp ngũ hành đại pháp của Bất Lão Sơn, lại có tiên đạo trảm diệt chi thuật. Sau này, hắn được Thạch Hạo tặng chí tôn cốt, một thân song cốt, nghịch thiên mà đi. Hắn bước vào Tam Thiên Đạo Châu, trở thành truyền nhân của Bất Lão Sơn. Thạch Trung Thiên là phụ thân của Thạch Tử Lăng, thập ngũ gia của Võ Vương Phủ Thạch Quốc. Hắn được xưng là Đại Ma Thần bởi vì tại Bách Độc Chiến Trường, hắn bắn chết Tỳ Hưu con. Sau đó, hắn bị Tỳ Hưu trưởng thành đuổi giết, chạy vào Hắc Sắc Xâm Lâm, từ đó mất tích. 13 năm sau, Thạch Trung Thiên trở về, biết được cháu mình bị hại. Thạch Trung Thiên đại náo Võ Vương Phủ, hắn liên tiếp đánh bại Võ Vương cùng Vũ Vương. Sau đó một mình hắn đánh tới Vũ Vương Phủ, chạm linh thân của Ma Linh Hồ Tôn, suýt hủy đi Vũ Vương Phủ. Sau khi đại chiến kết thúc, Thạch Trung Thiên mang theo A-man đi tìm con mình.